chị Liên tí này. Có mấy cái bác trông hộ xe kia rồi, yên tâm rồi. À, có cái tháp đẹp quá. Tháp Tài Lộc đẹp quá. Mở hang chứ chị ơi. Lại xin phép tí chị nhá. Hôm trước lên Hoàng Hóa Thám lại không gặp. Canh trâu này bao tiền đấy ạ? Đấy ạ. Vâng. Triệu rưỡi. Cứ báo giá cho khán giả biết nhé chị nhé. Canh trâu. Đông gác sớm ấy. Chợ búa nghe buồn tẻ quá. Đi chợ kiểu này hại cây hại người quá. Cây này là cây gì đấy ạ? San. Dạ. San. Nó có hoa. Nó có phải dây leo nhỉ? Hay nhỉ? Không biết cây này. Hoa nó đẹp lắm. À đấy. Gốc này là bao tiền đấy? 2 triệu. Không biết là cái gì vậy. Anh ơi. Quái nhá. Cái hoa đẹp cực kỳ. À. Cái này cái gì nó giấy à? Đâu. Găng cú thì cái này là cái gì sẽ còn. Ờ cái găng. Ở đây là dưới, dưới dưới. Cái cây này hôm trước mới thấy ở đường Điện Biên Phủ trên phố có trồng đấy, hoa đấy hay nhỉ, hoa to chứ. Xanh thì bao tiền đấy nào anh? 5,5 triệu anh ạ. 5,5 triệu cây xanh. Phổi là bao tiền ạ? danh. Đẹp đấy nhỉ. Hoa thơm ngát. Đi trên phố mà không biết tên thì hôm nay nó ở đây rồi, khá là hay. Cây này là trên rừng nhỉ hay là ở đâu ra cây trên rừng đó? Cây hoa gì đấy quên mất tên rồi. Sang à? Sang sang hoa đẹp lắm. Hoa đẹp đúng rồi, trên phố hay trồng ấy.
màu đỏ và quả ăn có đen đen. Đúng rồi. Đâu ạ? Cây si đề anh ạ. Về trên phố đang có hoa đẹp á. Trước đi qua đến phủ thấy mấy cây hoa rất đẹp. Con không nghĩ nó là cây cây này. Cây ôm đá lên. Cây này nó cũng cây hay, ít không có người có. Cái này là cái bạch thiên hương ở rừng rành, hình như thế. Triệu hai cái thông. Múc cái cây hoa ấy lạ lạ hay. Ủa, có việc ổi hay quá. Tiếp ổi đã dã man chưa? Ôi, hắc chiến chứ. Ôi, nhiêu tiền chị? 2 triệu. Dễ bèo nhỉ? To quá, cơ bản to quá, có người mới chơi. Ui, xương cá này tiếp. Dã man luôn. Nên bắn cả đá này. Về đục tượng được tiếp ra màn xin cá. Chơi hay ấy. Trồng nó siêu siêu tí nữa. Trời nắng quá. Nắng quá thì cây cối nó nắng thì cây cối lại hạ nhiệt. Đấy. Tâm lý đi chợ nó như vậy. Tâm lý đi chợ nó như vậy. Đấy cái cây hồi này hoành tráng lắm. À đấy, lúc này múc được cái hoa rồi này. Đấy, mở hàng thôi. Mở hàng cái hoa cho vui. May quá có cái ôi. Này mình mày phải mang đi đúng không ạ? Mày mượn. Ở trên chợ bưởi mát hơn nhỉ. Bưởi mát hơn. Chơi cây cũng ngại.
đằng trước không? Xanh không? Những cái như thế này thì khoảng bao tiền cây ạ? Những cái như này khoảng bao tiền cây? Ôm đá đi. Thế nó khủng bố quá. Thôi, đi ra cuối chợ.